Tăng lộc bàn thứ hai này là bài tăng trạng thần thẳng bẩm sinh. Vì sao gọi là tăng trạng thần thẳng bẩm sinh? Bản chất của bài này là khi cái thần thẳng. Các bạn nhìn từ tăng trạng là nghĩa là tinh thần tăng tăng trạng sinh, nhưng không phải, vì bản chất của nó là suy thượng thận, cho nên cái tiếng trung ương nó mới điều chỉnh là nó tăng một cái hormone thì ACTH để kích thích cho cái tiếng ngoại biên là tiếng thượng thận nó sản xuất hormone thượng thận, làm cho cái thượng thận nó to lên, gọi là suy thượng thận to ra để sản xuất hormone tiếng thượng thận. Nhưng mà bản chất của nó vẫn là suy tiếng thượng thận. Để cho các bạn nhớ về mặt tiếng này là tăng trưởng, nhưng bản chất nó là suy tiến thượng thận, cũng là suy thiếu hóc môn của tiến thượng thận. Về yếu tố di truyền thì nó là di truyền lại trên hệ thường, như ba mẹ có thể là người mang gen thôi, và 25% số con sẽ bị bệnh, 50% số con là người mang gen, và 25% số con là bệnh thiệt. Rồi, khi cơ thể mắc bệnh này thì tuyến thượng thận không thể sản xuất đủ ba hormone. Đây là hormone vỏ thượng thận, nhớ nhầm mình, còn tủy thượng thận hormone khác nha. Hormone này là hormone vỏ, là cortisol, androgen và androgen. Nhưng các bạn nhớ nhầm mình, trong cái bệnh tăng trạng này thì cortisol bị ảnh hưởng nhiều nhất, và cortisol là hormone thường thiếu. Và trong các hệ bệnh khác thì cái androgen và androgen nó không bình thường theo nhu cầu thôi, có thể nó thay đổi tùy theo hệ bệnh ha. Nó trong đa số trường hợp thì nó sẽ thiếu cortisol, androgen và thừa androgen. Đây là một cái sai rất là đơn giản về cơ chế rút gọn mà trong cơ chế sản xuất tổng hợp hormone tuyến thượng thận. Bắt đầu bằng nguyên liệu là cholesterol, mà khi không có học môn nội tiết cơ thể nha, đừng có nghĩ ăn kiêng có ăn kiêng quá mang mỡ, đúng, người nào không có mỡ còn có vấn đề, cho nên là trong dầu thực vật tốt mà mỡ động vật còn có những cái vitamin chất yếu, và cholesterol thừa tất nhiên không tốt, khí cũng là vấn đề ha. Nguyên liệu để sản xuất hormone và nội tiết đa phần là cholesterol. Nó sẽ chuyển hóa thành hai cái chơi gian, hai chất trung gian, đó là cholesterol và 17-FP. Các bạn nhìn trong cái lao bình thường thì hai chất này nó sẽ cần có enzyme hydrolyze hydrolyze để tạo được androgen và cortisol, và 17-FP này nó sẽ chuyển đổi sang androgen. Ba hormone này là ba hormone của vỏ cái thượng thận, nó liên quan đến nhiều chức năng. Khi bệnh tăng sản thì thằng bệnh sinh đa phần là có thể 21 cholesterol, cholesterol enzyme này đột biến này chiếm này, thì hai cái thằng giữa này nó bị tắc, nó không xuống được. Ví dụ như một luồng người đi được, mà hai cái đường chính không xuống được thì nó sẽ đi cái đường khác. Có ba đường, như có ba cầu, ba sông Hàn chẳng hạn. Một và hai cầu bị hư rồi, thì cầu rồng này và sông Hà không cho đi, tất nhiên thì mọi người sẽ đổ xô và đi cái đường androgen này, và đường androgen này lưu thông nó nhiều hơn, số lượng nhiều hơn, nó sẽ tạo ra nhiều androgen hơn, và nó sẽ biểu hiện triệu chứng nam hóa, tức là nam thì nó cường mạnh hơn, nữ thì bị nam hóa thành dạng nam. Rồi, và nên nhớ là bản chất của bệnh này là cortisol thiếu. Tại vì trong ba các môn nó thiếu thì có cortisol là có tác dụng kích bắt ngược lên lại, kích bắt ngược lên là để tiết yên và vòng dưới đồi. Vòng dưới đồi nó tăng sản xuất CRH, và CRH nó kích tuyến yên tăng sản xuất ACTH, và ACTH nó sẽ kích thích tuyến thượng thận, nó tăng sản xuất hormone của nó, cho nên nó to ra và tăng sản xuất thượng thận nó to lên, nhưng bản chất của nó bù trừ cái hormone cortisol thiếu. Nếu là vấn đề về enzyme rõ ràng thì dùng cái cơ chế này cơ thể có gồng gắn để sản xuất cortisol nữa, nó vẫn bị thiếu cortisol. Nhưng lưu ý
lưu ý một cái hiểu này, mà cái này cũng là lưu ý, đó là em bé sinh ra, nếu em bé thông thường sau một cuộc sinh đó là một chết đối với em bé, và cơ thể bình thường khi gặp chết nó sẽ tăng sản xuất cortisol. Rồi ví dụ đáng lẽ là mức cortisol nó là A thì sau chết nó phải là A cộng, thì nó phải cao hơn chỉ số bình thường trong cái dự xét nghiệm mình hay gặp một tí nha. Nếu em bé gặp phải vấn đề khác, ví dụ như bị tràng khí màng phổi này, bị viêm ruột hoại tử này, bị siêu hấp này, bị nhiễm trùng, thì nó là gắn thêm xét thứ hai, thì đáng lẽ cortisol nó là cao lắm mức A cộng cộng 3 cộng đấy. Nhưng mà xác định ra hormone cortisol vào lúc thời điểm đó hắn vẫn chỉ số A cộng trong giới hạn bình thường thôi, thì nó lại vẫn là thiếu. Nhưng đừng có nghĩ là nhìn nhìn nó các bạn, xác định cortisol ra nằm trong lượng bình thường là bình thường không phải. Nó đặt vấn đề trong bối cảnh nó có đúng có khác hay không. Rồi. Vậy à, vai trò của hormone là gì? Thứ nhất là cortisol cần thiết để bảo vệ cơ thể trước các tác động chung của ốm đau, bệnh tật, chấn thương hoặc chết, duy trì nồng độ đường và huyết áp ổn định, chống đợt stress, tăng cường hệ miễn dịch. Cho nên khi em bé bị hạ đường huyết thì nên nên kiểm tra hormone cortisol nữa ha. Rồi cơ địa người mà hay huyết áp hơi thấp nên kiểm tra cortisol. Nếu chưa có cortisol thì khi bị ốm đã có thể bị trụy tim mạch mà có thể bị cơn suy tim mạch cấp, và biến chứng nặng nhất của nó là tử vong. Có nghĩa là trong giai đoạn sơ sinh mà mình không chẩn đoán ra được cái bệnh này thì tự nhiên mình điều trị ra ngoài, ví dụ nó nhiễm trùng mạch cấp kháng sinh nào mà nó vẫn cứ huyết áp vẫn thấp này, mạch không được đảm bảo này, rồi bị cơn suy tim mạch cấp nữa thì nó sẽ tử vong. Mà mình không hiểu vì đâu mình chẩn đoán là tử vong là nhiễm trùng huyết sơ sinh, mà sinh thì nó có cái khác nữa. Tiếp theo, aldosterone là hormone chuyển hóa muối có tác dụng kiểm soát lượng muối mất qua đường thận, tức là nó tác động lên các quai, là mặt cái mắt cái quai của ống thận, quai lên và ống dẫn đường, ống dẫn xa đó, quai lê, quai này để hấp thu natri và thải kali, thận nó liên qua cái chuyển hóa mất cái lượng muối qua đường thận. Khi cơ thể thiếu aldosterone thì sẽ không không kiểm soát được lượng muối mất đi. À, lúc đáng lẽ là mình ăn qua thận rồi mình phải là thận phải lấy lên lại, đi ra ba lấy lên được 2,1,5 chẳng hạn, nhưng bây giờ nó không không thu hồi được luôn, nó quay lại không thể mấy thôi, nó không được 1,5. Ví dụ cơ thể mình ăn lượng muối là 3 đi, nó dư thì cơ thể sẽ thải ra, nhưng mà lấy lại được bao nhiêu đó để đảm bảo là duy trì huyết áp mặt ở bình thường. Nhưng đứa này bị thiếu aldosterone thì chị muốn không thể hấp thu được tốt thì vẫn thiếu muối thì sẽ thiếu thiếu dịch, nó trụy mạch ha. Rồi. Ngoài ra mấy bạn lưu ý sau này đi làm á, mấy bạn hay tiện xét nghiệm là cortisol máu. Xin thưa cortisol máu à xin nhầm thì đến xét nghiệm điện giải đồ, thì cái điện giải đồ này á nó mình hay thấy là natri, kali, canxi, alkali. Mình đọc không có chuyện gì đâu thế nào nữa. Cái trường hợp mà bạn có thấy là natri cái thấp, kali cái cao, cẩn thận cái đằng này, nè, cẩn thận các bạn, alkaloid này, nó bị thiếu, nó không hấp thu được kali, natri và nó cứ thải kali ra ngoài. Hoặc là bạn thấy tự nhiên natri cái cao mới và kali mới có giảm, và huyết áp nó cao vì cái natri cao nó liên quan đến huyết áp này. Thì cẩn thận là cũng thằng này mà là thừa aldosterone. Còn ví dụ như bạn có thấy natri giảm, kali cũng giảm thì khả năng cái thằng khác, khả năng cái thằng đường ruột, ví dụ như em bé bị nôn thì chảy thì nó sẽ mất natri kali ha. À, các bạn nhận biết một số điểm nó thôi. Rồi, androgen thì nó cần cho quá trình tăng trưởng và dậy thì,
đúng tuổi, mình nhớ là mình đúng tuổi. Đứa bé ta sinh ra nó vẫn có androgen hay lượng là thấp. Tại vì nếu không có androgen thì cái bộ phận sinh dục nó không giống đứa bé ta, nó lơ lửng. Nhưng mà androgen này nó rất là hay, là cái hạt cơ chế của tự nhiên ha. Đúng tuổi nó vậy thì còn nếu mà mình thừa thừa thì cái chuyện gì, thì anh bé sẽ nam hóa ha. Bé bé gái nam hóa trong bào thai gây biểu hiện chuyển giới luôn, à, nam thành nữ thành nam luôn. Nếu một người muốn chuyển giới à, người trưởng thành là phải trải qua nhiều phẫu thuật này đó, nhiều hóc môn, nhưng mà với giai đoạn sơ sinh này nó bị chuyển giới bằng hóc môn thôi. Thì từ bé gái với bé nam bé trai, nhưng mà đó chuyển giới bên ngoài rồi, bản chất của nó vẫn là bên trong mà nó vẫn nhiễm thể của bé gái và vẫn có bộ phận sinh dục bé gái. À, thừa cũng có vấn đề mà thiếu cũng có vấn đề. Rồi mình sẽ quay qua một số thể bệnh của bệnh nấy này, cái thể bệnh mà là gây nguy hiểm có thể tử vong cao và những kết quả của người đáng, đó là thể mắc muối. Thứ nhất là do thiếu hụt enzyme 21-hydroxylase hoàn toàn. Mấy bạn nhớ một nghe một nguyên lý chung đi, trong nội tiết này nhiều thiếu thì nó sẽ phân ra tạm thời là ba mức độ, thiếu hụt một ít này, lượng ít này, lượng thấp này, thiếu hụt lượng trung bình và thiếu hụt lượng khá nhiều. Thì tùy cái mức độ thiếu hụt thì những triệu chứng nó sẽ khác nhau. Bất cứ bệnh lý gì cũng vậy, chúng ta công nhân như vậy. Khi mà thiếu hụt cái enzyme mà trong cái vai trò chuyển hóa của hormone sinh thành bệnh này mà gần như hoàn toàn thiếu hụt đến 90% luôn, thì nó gây biểu hiện có thể mất muối. Nên lâm sàng như thế nào? Lâm sàng là cái em bé có thể có nôn, có tiêu chảy không hoặc mất nước, sụt cân, da sạm, bị nam hóa bộ phận sinh dục. Rồi, thật ra nó không nôn ngay, nó cũng không sụt cân ngay, thì em bé sinh ra nó cần thời gian. Sơ sinh là mấy ngày là nhưng mà nôn có thể tắc ruột và không, mà kiểm tra là không có phải tắc ruột gì cả, mà hay đến bố nào hay cho tới tớ thì có thể là do tế sinh lý. Nhưng mà có một khoảng trống đầu tiên nó cũng ít tới ít thôi, mà càng lúc sang 7 tuổi 14 là tuổi càng lúc nó tần suất nôn nó càng dài hơn, và nôn mà khác tớ tớ là lượng sữa rất ít, mà thường thường mà thấy sữa nó ra nó vẫn còn chất sữa. Còn khi mà nôn thì là nó nôn ra sữa đã tiêu hóa một phần, thì nó có enzyme tiêu hóa ở trong dạ dày, nó nôn tống được thức ăn là sữa từ trong dạ dày và trong đường ruột nó tống lên, thì khi nó nôn ra nó nôn ra được cái sữa nó có tiêu hóa một phần, nó bạ sữa lợn cợn mà khác với tớ đó. À, tiêu chảy có thể kèm theo hoặc không nha. Rồi, và em bé sẽ mất nước, sụt cân. Thường thường mình phải nắm được sinh lý này, đại ra là 3 cân thì trong vòng tuần 10 ngày đầu tiên nó sẽ sụt cân sinh lý 10% chẳng hạn, nhưng mà sang tuần 2, tuần 3 nó sẽ lấy lại cân nặng, và tháng đầu tiên nó sẽ tăng cân rất là nhiều, ít nhất là 6 lạ, mà nó là có lạ là phổ điểm thôi. Còn thông thường bú được nó là anh em đang tăng 1 cân, 1 cân mấy. Tư vấn xem nhờ cô ở đây thì nói lớp bị 5 phút rồi thì tư vấn. À, cô khám bệnh một tí nữa nha, chắc là 5 phút nữa, giờ còn 5 phút nữa cô khám bệnh nữa. Tư vấn thêm em à, bệnh tiếp cô tư vấn hết rồi mà. Ba ngồi đây đi, ba ở đây ăn gì nha? Dạ. Ăn làm gì à? Em đang ngủ một đúng à, bữa nay đi sáng là mình tư vấn hết à, đang lạ đó hả? Em mà chưa được qua hỏi hỏi thì anh mà đưa mình thích trả lời anh chưa à? Trả lời mà sau này mình thích ảnh sáng cho anh chưa? Anh đọc chưa? Rồi rồi, dạ em đang muốn trả lời rồi. Mình tư vấn cho anh rồi đúng không? Không, vừa thì tạm thời.
sáng rồi đi hả? Dạ. À, cái sáng. Rồi mình ăn. À đúng. À, chưa lắm, chưa là đi sáng chưa? Dạ. À. Rồi, tiếp tục mà khá là vitamin A đó. Nó không có cao quá nha. Sáng sáng rồi lên thấp nè, chứ là bình thường là đang thấy. Giờ đồ là đang thì không có gì lắm ạ. Ủa, nãy nó thấp rồi chứ. Chăm sóc máu rồi em lấy chăm sóc máu à. Có khi mà nó có đây đó hả? Dạ. À, nó có thì đây là nó đang nằm trên màng hạch cầu, hạch cầu là tế bào đỏ tạo màng hạch máu mình. Khi mà huyết van này thì hạch cầu nó có thể dễ vỡ hơn. Khi hạch cầu vỡ thì gọi là tan máu hay tan huyết. Tuy nhiên hoa hạ từ khi nó vỡ nó có điểm tắc nhanh, cho nên bệnh gì cũng có thể bị bệnh này tắc một tắc nhanh mà. Sau ống gì nói bác sĩ đã bị sai nên bác sĩ nhờ bác sĩ đánh giá nhóm thuốc ở trong này thì nó cứ tạo thành thuốc như là chính trị đó đang hệ cái vấn đề về các cái mặt và hạn chế những hóa chất như thảo mỡ chất lượng muối được tiến vào trong thân ta cần nhiều thứ tốt hơn thực phẩm mà bắt buộc phải đánh cái đầu tầm cái giá giống đậu cây ra này đậu đậu cô bé thì mình đây nó không phải cái đậu cô bé đang đứng ở hàng năm. À, trong sa ba này không phải Việt Nam mình phải rất nào mình thôi. Nhưng lưu ý là có cách nhập khẩu hay là cách nhập khẩu thành phần có đậu sa ba hay không. Sa ba này không. Và hiện họ đậu khác ở Việt Nam mình là tâm là hành, là đen, là đỏ, là thực phẩm nghi ngờ. Là sau đó chúng ta nên có đưa nhìn vẫn bình thường. Sau đó thì bị ảnh hưởng. Rồi khi mà chưa nó còn nhỏ thì hạn chế mình. Giống như mà nhìn thịt là ít ổn, nhìn thịt ổn thì đâu không thể. Trên đầu, đầu cô bé là ăn chưa? Ta có ra một số hàng ăn tập đi nè, thì đó đã phải có ra đó. Nhưng mà ví dụ trên 2 tuổi mình ra ăn được ít mà không ăn được thì đặt ra được mạng hay những nó thấy không biết tin lượng nhiều quá là cái cuộc sống mà em ra mà có thể thấy rõ và áp dụng cho ba tạ đề và áp dụng cho mẹ để bạn có con nước tiếp tục là cứ biết sao là anh chị cũng đó là khi mà cùng đưa giá tới cơ sở y tế mà khi nó tập bị tăng máu, khi tăng máu thì đấy là khi máu thì anh em cũng phải nhận nhận hai chân nó tay lại mình sẽ tạo một hơi ra rồi em bé thật tiểu rất là đậm màu đậm màu thì bình thường nó tiểu của nó là bằng tầm bằng tăng thôi nhưng mà tiểu của nó rất là đậm rất là đậm màu như là lạnh rồi em nhợt nhạt nhỏ thì bỏ bú nhớ là lười đi không chơi rất là mệt sợ mệt là nước tiểu đậm màu, tay chân nặng thì thôi là khả năng tăng máu sẽ tăng nên cái bệnh viện ta sẽ nhưng mà ít khi xảy ra thì mình chỉ qua là được toàn bề gốc có phát triển thì không có bằng cả người nhận gì nhiều đầu tiên được bác sĩ người nhắm giải pháp nhắm chỉ định nhắm giải pháp nhưng mà khi tiêm chủng hóa người ta là có được tiêm tăng các cái dây dạy giải pháp hơn thì có bệnh là không có tấm được tiếp tục à nếu có điều trị thì mình nên tăng hơn à nếu mà mình không có kinh phí thì chỉ rồi đó nói người ta là có được cái hơn tắt mình đi chơi hai kia mà đi tâm đi có cái gì vậy đó tâm nhà rồi nếu mà tâm trạng dịch vụ là do cái sự làm việc như là họ cũng là dịch vụ thôi ở đây ở đây mình có cái này nó dịch vụ nhưng mà nó cần sao giải pháp các bạn biết sao đây không. Dạ, anh chị nên nắm tâm trong này rồi báo cáo sang qua lại khám bệnh hoặc có khi nào anh thấy không yên tâm nữa anh qua lại khám bệnh được không? Tại nếu như nhà bệnh tại được cậu thầy thì cũng rất là nhiều. Tại nhà mình có dùng đê không? Đi dùng đê cho bé. Có dùng đê cho bé không? Dạ. Tao gửi cho ba một và viên đê đó nghe. Đi tâm viên đê à? À. Em hỏi chị vừa em hỏi nếu em hay bị ai tiền để đi tâm cho mẹ chứ thì có tâm tạnh hay là mình chứ canxi đúng rồi tại con vợ con ha vợ con ha với bé này là gì đê D mà không có K2 nha. C3 thì DHA được rồi, đừng có K2 nha. Thì tâm thấy K2
tác nhân nó còn có thể là có tác hại này. Thịt ruột hay thịt nhỏ à? Thế nên thịt nó rất nhỏ đó, rất nhỏ là lúc nó đi ra mình biết làm sao. Thế mình nói là trong một giờ đi, mình lúc mình chạy nó không ra, mình luôn luôn lên hai ba giờ mình chẳng biết làm sao, nên rất là cần. Cái này là nhọt mượt mà ta có dụng cụ để thịt à, ba dụng cụ quay bằng góc 90 độ qua má em á, bấm một cái là xong. Nó là tiện tâm hiểm hiện tại thôi. À, ngày gì mặc thịt bệnh viện mình thì có làm rõ thôi mà hàng hàng giả tiền thôi. Ở Việt Nam mình anh muốn ăn dùng hàng là thành ra anh dùng hàng đó, anh muốn dùng hàng hàng giá thấp thôi hay là muốn dùng hàng tiện hơn hay là của châu Âu thì chị em thì được hai trả được. Thế cái đi anh dùng nó hay cái này tốt hơn nhưng mà nó đắt hơn, nó phải như vậy. À thì nói họ cái là họ biết là gì đúng rồi. Anh tới anh ta cộng bình điện nha. Yeah. Anh nhìn sang tay phải anh là thuốc bỏ thân. À. Anh không có lại được. Anh biết là đấy bảo bỏ thân là bảo bỏ thân bảo cái gì. Đây là một cái gì. Nhà anh ở đây luôn hay sao? Dạ anh hiểu. Anh chị rồi. Người định hiểu đấy đấy. Ngày mai à? Cái này là không không chừa nhé, chúng ta phải phải không bỏ ruột như vậy. À, những cái tóc anh màu đen, anh có chuyện mặt mặt màu đen. Thì bạn rất đi tiền nó rồi, nhưng mà khó khai lắm. Nhưng mà có thể là tìm ra lại những thời điểm sao tháng rồi. Cái này mình mà không đi phải không đi chơi nữa. Cảm ơn chúng ta bảo. Nhưng mà anh có gặp vấn đề gì mà mình gọi nhiều quá nhé, nhưng mà vấn đề thì mình dùng thuốc hay đau ốm gì thì anh có thể liên hệ mình hỏi, nhắn tin Zalo thôi. Hello. Hello. Ừ. Tôi có một cái chìa khóa chứ lấy cái đấy. Tôi lấy cái lên đây. Anh có đang gì mà? Lấy đi. Cái tờ máu đó không? Không có hạn chế. À, cái máu đó. Máu. Chưa có cả trái này. Được rồi, anh thấy này đấy, xa mà. Không cần nói chuyện rồi. Anh cảm là không mất máu ạ. Anh thấy mà không mất máu thì anh xuống lại các cái khác này. Rồi mình làm đấy. Anh cảm ơn là dừng qua chí thôi. Dạ. Anh dạy anh làm chí. Rồi, mời các bạn tiếp tục nè. Hello. Vâng ạ, đây là mọi người. Xin hỏi lại là hơi gián đoạn một chút về mạch phôi chết rồi, nhưng mà tiền đi cho mình. À, là một cái nhóm bệnh nhân nhỏ đó, không có nhiều lắm, nhưng cái lai đai này tục. Mình sẽ tìm lại cho các bạn những gì có thể trong buổi chiều hôm nay. Còn hy vọng những các bạn một ít nhiều trong nền của bác sĩ. Rồi, với đai tai á, là nó sinh ra tập mình thì ha. Nếu mà để ý kỹ thì cái bộ phận sinh dục của nó hơi dị. Ví dụ như sao bé trai này với bé trai khác thì thấy có thể thấy nó dương vật nó to hơn, bộ phận dịch nó có đậm màu hơn ha. Mà nó nhìn nó bình thường vẫn được không phải không, nhưng mà rồi nó có phát triển dậy thì sớm đến tóc lâu nam nó cho bé nó phát triển xương rất là nhanh nhưng mà nó cốt quá sớm và làm nó lùn. Đến khoảng 5 tuổi 6 tuổi thôi nó đã có biểu hiện dậy thì rồi, có thể 4 tuổi nữa dương vật nó to nhanh ra rồi nhận tinh tá là dọc ầm ồn này cơ bắp phát triển, nhưng mà đặc điểm đây là dậy thì sớm ngoại biên cho nên tinh hoàn cũng nhỏ và em bé nó tự xương nó sẽ tốt sớm hơn.
trẻ đang là hiện tại nó được 8 tuổi đi, 10 tuổi đi, nhưng mà thực sự mà nó bằng cái người 14, 15 tuổi rồi. Thì nó là lỗ đến 5 năm phát triển chiều cao luôn. Cho nên chiều cao cuối cùng của nó là được 1m30, 35, 40 thôi. Đáng lẽ nó có thể được 1m6, 1m7. Chiều cao cuối cùng của nó là do dậy thì sớm. Nó cũng phát triển xương, nên chiều cao rất là lùn. Cho nên là mình thấy mà trên phim là có một số người đàn ông nói là cao to và lực lưỡi mà đang lùn. Cẩn thận cái này, không phải chắc chắn nhưng mà cẩn thận lại cái này. Nên mình nhìn thấy đó, nhìn nó dậy thì đó mà nhìn nó hơi cục lũng, hơi nắng nắng. Bạn sẽ thấy được là cái bộ phận sinh dục nó đậm màu hơn, nhưng mà nó to ra, nó có hệ mặt lông ha, nhưng mà tinh hoàn nó to. Nếu mà vậy thì công nguyên thực sự thì tinh hoàn nó có rất là to, và tinh hoàn nó rất to. Ví dụ như thời gian đầu có thể là ngoại biên nhé, nhưng hóc môn sinh dục lâu dài androgen những giai đoạn cuối của dậy thì ngoại biên nó có thích trung nguyên, cái dậy thì trung nguyên thực sự thì đến cúc cái đoạn 90 tuổi nó có thể dậy thì trung nguyên thực sự tinh hoàn nó to dần hơn, khả năng dậy thì tốt thì cao luôn. Mà với bé gái thì là nó đau thương hơn là đẻ ra do ban giúp do ba mẹ, cho ba mẹ cảm giác phục phẩm, tại vì như em đã đẻ ra nhìn thắng trai đó. Như là nhiều gia đình là còn tặng nam thanh nữ đẻ ra đứa con trai mình khi âm thai họ cũng nhìn thấy cái âm vật nó dài giống như dương vật, họ cũng nghĩ đó là con trai, khi âm là con trai đẻ ra cái con trai, đặt tên con là con trai, cuối cùng nó bệnh lý này chẩn đoán ra nó là con gái mà bị bệnh lý này nó đau khổ. Như vậy gia đình dễ chấp nhận được, mình cũng có một bệnh nhân như vậy rồi, đặt tên con là con trai luôn, chúng ta nói nó là con gái mà nó bị bệnh này mà làm cho bị ra như vậy, mẹ nó trình hữu như là nó như là tất mà có rất nhiều, nhưng rồi sự thật là vẫn sự thật sao rồi nó âm vật nó dài to dần mặt dân vật thì nó không thể giống như dân vật con trai được. Tuy là nó nam hóa nhưng mà nó không như trẻ trai được, nó gần giống mà có lộ niệu đạo ngay dưới âm vật nên là dễ nhầm với lộ tai thấp, môi lớn dính liền nhau dễ nhầm với điều và không sờ thấy thanh hoàn. Những trường hợp này mình thấy là nhìn nó giống con trai mà nó không phải con trai mà sờ thanh hoàn không thấy, nhiều người có ý chắc là thanh hoàn ẩu, nhưng mà lại không phải, nó cũng bị dị dậy thì sớm giả khác giới, tức là bản thân nó là nữ mà nó dậy thì sớm rồi, cũng có đoạn 5 tuổi nó dậy thì rồi, nhưng mà nó dậy thì khác giới thành đứa nam. Cho nên nhiều người con trai nhìn giống trai mà không có tinh hoàn luôn, cẩn thận cái dạng này dậy thì giả khác giới, nhưng mà nó hỏi gọi họ quay lại là con gái không phải dễ, thì họ nghĩ thế là con trai, họ là con trai. Mà khi trưởng thành nó như người đàn ông đàng hoàng, không có phí, không có kinh nghiệm, nhưng bên trong nó có buồng trứng tử cung. Đến khoảng 10 tuổi thì nó vẫn sốt chiều cao, nó cũng dậy thì sớm, và cuối cùng của nó cũng 1m35 hay không có gì. Cho nên là lý giải một số cặp đồng tính như thế là nam chuyển giới sang nữ, nữ chuyển giới sang nam, rồi ông chồng mang thai thì bản chất thật ra ông chồng nó có tự cung đồng tính nó mang thai được. Này hình này là, bên này thì mình thấy âm vật nó to ra xíu thôi, mà đế này là phân vân này, nhìn các bạn giống nó phân vân rõ ha, nhưng cái hình bên phải này là nhìn giống như trai thôi. Cái âm vật nó to ra nhỉ, giống như vật lộ tiểu đầu dương vật, giống như lộ tiểu thấp này, rồi môi lớn nó dài ra nhìn giống như điều, mà sờ lại không thấy tinh hoàn. Xét nghiệm chung mà đây là mắt thể ra mình thể rồi,
có thể mất muối này, là biểu hiện nam hóa và mất muối, tức là sụt cân, nôn, da sạm, xét nghiệm có biểu hiện natri thấp, kali cao. Còn thể nam hóa đơn thuần thì xét nghiệm có thể natri bình thường, kali bình thường, có biểu hiện nam hóa thôi. À, nhưng mà trong cái thể nam hóa đơn thuần nó là có thể có những cơn suy thận thận cấp, và trong cơn đó nó cũng có thể là natri thấp, kali cao. Có một thể thứ ba này là thể không cổ điển, tức là mức độ thiếu hormone rất là ít và người ta vẫn có thể lớn lên được, nhưng mà nó sẽ bị hiện giai đoạn dậy thì và sinh sản. Dạng người phụ nữ đó là có buồn trứng đa nang, khó đậu thai, rất khó đậu thai, sinh con không được, tình trạng vô sinh rồi đó, đang còn vậy. Nó thể không cổ điển ha, người đó có vẻ hơi rậm lâm ha, nó thể không cổ điển. Xét nghiệm chung mình thấy là cortisol nó thấp, anastrol nó thấp, nhưng mà anastrol lại không phổ biến trên lâm sàng, bởi vì không phải cơ sở nào còn xét nghiệm được con anastrol. Mình sẽ thấy được tăng cortisol 17HC là tăng testosterone, testosterone chính là androgen. Ngoài ra androgen có thể có DHEA và có những cái môn khác, nhưng mà xét nghiệm đó thì chỉ có hai đầu đất nước làm được thôi, mà là chuyện dễ. Và xét nghiệm các chứng tận thì đa số có thể làm được testosterone. Thể mất muối thì cái natri nó giảm, kali nó tăng. Rồi, quan trọng là bạn chẩn đoán thôi. Còn nếu trường hợp mà cái chẩn đoán ra được thì mình phải dùng hormone thay thế. Hormone tinh thần này cũng thay thế được, nó đắt hơn xíu. Một viên này thì tầm khoảng 15 ngàn ha. Hormone hydrocortisone nó sẽ thay thế với hormone cortisone. Hormone mà farinet nó sẽ thay thế cho anastrozole. Anastrozole thì đắt hơn, 1 viên 25 ngàn. Rồi hormone giáp, hormone giáp quá rẻ, mấy trăm đồng thôi. Lưu ý một là em bé này mình thay thế hormone, một cái nhận phận lưu ý là khi em bé có biểu hiện có bị ốm, hiện bị sốt, co, bị chấn thương thì nó có thể đặt stress cho nó. Thì cơ thể bình thường khi đặt stress thì cortisol nó phải tăng lên nhiều ha. Thành ra khi mà trường hợp mình điều trị, mình duy trì liều cortisol này thôi thì nó sẽ không đủ, mà nó phải tăng liều lên thì nó mới đủ được theo nhu cầu của cơ thể. Trong cơ suy thận thành cấp thì dùng hydrocortisone tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm bắc. Ví dụ mình thấy anh bé bị cơn cấp rồi mình không lấy van được, mạnh dạng tiêm bắc cho bé nữa để có cái thuốc của đồng nghiệp nữa. Và nếu mà lấy van được thì cái truyền tĩnh mạch nó không hay, mà theo dõi chỉnh liền ha. Nếu mà bạn liều mà bạn cho thuốc mà liều cortisone, khi cortisol mạnh cao dư ra thì anh bé sẽ bị hiện cơ sinh, cơ sinh rồi chậm lớn, bởi vì cortisol nhiều quá là không có cốt hóa tự sinh được. Và nếu mà mình chắc thiếu thì cái biểu hiện của bệnh tăng sản cũng mạnh, anh bé lại có quá nhanh hơn, tự sinh nó lùn, anh ấy lùn, cả hai thể thừa thiếu thì cũng lùn. Là nếu mà bạn cho nhiều hormone farinet quá thì nó có thể như natri, natri nó sẽ cao lên là ca cộng nó sẽ giảm và anh ấy có thể cao gas. Hay bạn cho farinet không đủ thì nó vẫn thiếu natri và nó vẫn như kali, nó vẫn có thể là huyết áp nó thấp. Nếu bạn chuẩn bị câu hỏi cho mình trong vòng 3 phút, các bạn.
con rất báo ổn anh. Anh có trở về đi. À. Mà chờ nghe nó lại ha. Có cái bạn hỏi gì đó mà này không? Alo. Dạ thưa cô, về nếu trong kịch nó lại tôi không nghe rõ. Dạ dạ, ý là cho em hỏi trong kịch lâm sàng là mình chỉ làm cải được cải testosterone với 17 UHP thôi phải không ạ? Là mình chẩn đoán được rồi phải không ạ? Cho nên là có thể có để trong slide này. Tức là bên mạng sẽ dùng cortisone, anastrone với bạn có thể bỏ qua. Vì anastrone bên mạng có thể gián tiếp dựa vào cái điện nhiệt độ ha. Đặc thường là làm được cortisone, progesterone, 17HT, testosterone là điện nhiệt độ. Bạn có thể làm thêm cái siêu âm bụng để xem có bổn tính tử cung hay không. Mà bên mạng có thể làm thêm được đó là karyotip để xem thử là cái bộ dưỡng thể của em đó như thế nào. Trong những tình huống khó xử thì karyotip nó rất là bằng chứng chắc chắn để mình nói giới tính của em đó. Rồi, anh hỏi gì nữa không? Dạ, vậy cho em hỏi những ba mẹ mà phát hiện trẻ gái mà bị suy tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh trong thời kỳ mang thai này, thì người phụ nữ sẽ uống cái thuốc đó đến lúc nào ạ? Câu hỏi của em là hai ý nha. Thứ nhất là bà mẹ bình thường mà mang thai bị bệnh tăng sản, và thứ hai nữa là bà mẹ bị tăng sản mà có thai, em không hỏi tình huống nào. Dạ, ý là khi mà ba mẹ mà tâm soát chẩn đoán trước sinh mà phát hiện trẻ gái mà có khả năng bị tăng sản nó cốt, thì em đọc là họ nói người phụ nữ là được dùng dexamethasone, mà em biết là người phụ nữ mang thai sẽ dùng đến lúc nào ấy ạ? Dạ, em cảm ơn. À, thì nếu mắt sinh nó sợ không đều, nó có những nhịp thở, nhưng nó nằm sau mắt sợ bình thường lại. Thỉnh thở nó lên, nhịp thở sợ bình thường lại. Đúng vậy. Nếu có vấn đề cho lo lắng thì tiêu hát thở đi sáng lại nha. À, thông thường là bà mẹ mang thai, có con á, họ sẽ không chẩn đoán ra con bị bệnh tăng sản ở đầu đó. Mà thường thường là có đứa đầu, nó bị tăng sản. Nó mới làm gen để xem mẹ đã mang thai đứa thứ hai thì đứa thứ hai có bị không, thì là như vậy. À, quan trọng đầu tiên là phải chẩn đoán được là cái đoạn 8 tuần hoặc qua thì em bé là nam hay là nữ. Nếu trường hợp em bé đó là nam thì họ có thể không có can thiệp điều trị nhiều, thì trong bà thai là nó không gây biến đổi thì bộ phận sinh dục nhiều, kể ra sinh ra mà điều trị vẫn được, nhưng chắc nó điều trị vẫn được. Nhưng bà thai đó là nữ thì nên là có thể cân nhắc lại là có thể điều trị sớm. Và khi nữ thì xác định được gen là nó có bị mang gen không. Nếu là bà thai đó vì nữ mà vừa mang căn bệnh thì sẽ điều trị thì giai đoạn sớm 8-12 tuần thai là điều trị thuốc rồi, thì trong đó họ sử dụng cái đề sang cho chung. À, vì sao? Vì bản chất của nó là nó còn có tác dụng của cortisone mà nó ức chế mạnh chất bất mãn, nó không cho cortisone ức chế chất bất nhiệt lên trên mà cả acid béo quá nhiều, nó chất bất mãn mà nó có tác dụng của cortisone luôn, thì họ lựa chọn dexamethasone. Trường hợp họ có thể cho uống dexamethasone trước và sau đó để đầy đủ cái chẩn đoán là có mang gen hay không, quả gen nó chậm hơn. Như trường hợp mà em bé đó không phải là nữ mà không có mang gen thì họ có thể ngưng dexamethasone. Còn trường hợp nếu là bà thai đó vừa nữ vừa mang gen thì họ tiếp tục điều trị đến thời điểm sinh. Cái gì anh? Tiêm chủng mà. Tiêm chủng có phía khác mà.
thì phải là sắp máy hả? À, chuyển tên. Anh chuyển gì vậy? Anh chuyển gì hả? Hello. À, và họ sẽ uống thuốc đến giai đoạn sinh luôn. Thì nó sinh ra, nếu trường hợp mà uống thuốc như vậy thì sinh ra đá bộ phận sinh dục là nữ bình thường chứ không bị nam hóa nữa. Tuy nhiên, cái liều thuốc để xa trong quá trình mang thai rất là cẩn thận. Nếu mà nhầm nhiều dư thuốc cái là nó sẽ tái phát, mà cao hóa bệnh hơi liên quan một tí à, thai sản ha. Mà nhưng mà câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ chị cho em hỏi là trên lâm sàng thì mình đánh giá như thế nào để biết được là mình dùng hormone thay thế là vừa đủ, không quá cao không quá thấp? Khi em dùng hấp món đủ thì em thấy là điện giải nó bình thường, à testosterone nó bình thường, nó thấp, testosterone nó thấp, BP nó thấp, testosterone nó bình thường, nó như đạo bình thường. Tại trường hợp mà em cho liều thiếu cái liều thì là testosterone vẫn còn cao, testosterone vẫn còn cao, mà BP vẫn còn cao, natri nó vẫn còn giảm, cho nên hoặc tăng. Còn nếu em cho thừa thì đang sản xuất cơ sinh ra rồi, cơ sinh nó thấp nữa. À, thiếu canxi thì nó xét nghiệm ra thì tất cả những cái gì điện liệt hết nha, mà ví dụ như thì cả là cortisol nó dư ra nhưng mà cortisol nó thấp, lại tê vẫn thấp, cortisol vẫn thấp và natri máu nó lại có cái liên tăng mà kali có cái liên giảm, nếu em cho thừa ra. À, nó hỏi gì nữa không? Mình sắp vào tiếp theo, mà tiếp theo luôn nha. Mình nói hơi lâu, em gián đoạn.